Thấy màn hình tới chưa? Cái này đúng không? Cái này cậu hiểu chưa? Thì là cậu cậu tách ra đúng không? Nghĩa là C cậu ra R, CZ bằng RKZ là cái R, GKZ này là cậu tính của hàm liên tục đúng không? Thì RZ nhân cho RZ thì cậu được nhân lấy nhân cái hàm này nhân RZ thì cậu quy cậu nhân mẫu số tử với tử số mẫu số thì là 0,04222 này nè, thì sẽ nhân cho RZ bằng cho cái dưới này nhân cho CZ. Rồi, xong rồi cái tới đây rồi đúng không? Thì cậu sẽ tách nó ra. Cái tới đây rồi nè thì cậu sẽ biến đổi nó, thì cái hàm nào mà không có thì là CK. Rồi Z trừ 1 thì sẽ là CK trừ 1. Z trừ 2 sẽ là CK trừ 2. Thì cái này cậu hiểu không? Thì cái này là rút rút Z2 ra, Z mũ 2 ra làm trừ số chung. Thì nó sẽ bị mất đi này. Thì cậu tách ra thì cậu tính được cái hàm này hiểu rồi đúng không? Rồi xong rồi đúng không? Thì là cậu sẽ cho CK là bằng, thì sẽ lôi hết mấy cái thằng này qua đây. Thì sẽ là bằng 1,55 này CK trừ 1 trừ cho cái này rồi cộng cho này rồi đúng không? Rồi, cái này vẫn chưa hiểu đúng không? Thì ban đầu là cậu sẽ đặt điều kiện đầu á, là C trừ 1, C trừ 2 sẽ là bằng 0. Ok chưa? Rồi RK là bằng 1 vì là hàm nấc đơn vị á. Hàm nấc đơn vị thì là hàm nấc đơn vị khi mà K đúng không? Bằng K lớn hơn hoặc bằng 0 thì sẽ là giá trị là 1. Và K bé hơn 0 thì sẽ là giá trị là 0. Hàm nấc đơn vị là như này. Thì cậu thay bây giờ cậu thay ban đầu là cậu sẽ thay K bằng 0 vào. K bằng 0. Đúng không? Thì CK là bằng C0 đúng không? C0 là bằng 1,55 đúng không? Là C518 nè, CK trừ 1 là C trừ 1 đúng không? Xong rồi trừ cho cái này C mũ trừ 2 đúng không? Rồi cộng cho vì là giá trị bằng 0 á thì là r r là r trừ 1 đúng không? Có cái có số đây nha. 0,02 á tôi làm rút gọn thôi, còn đây là r mũ trừ 2 đúng không? Thì đối với r mũ trừ 1 mũ trừ 2 á thì sử dụng bậc hàm bậc nấc tiến k lớn hơn hoặc bằng 0 thì là bằng 1, 0 thì là k bé hơn 0 đúng không? Thì cái chỗ này là k bé hơn 0 nè, là r trừ 1 r trừ 2 thì sẽ cho nó bằng 0. Thì cái giá trị này nó sẽ bằng 0. Còn 1,58 bởi vì mình đặt giá trị ban đầu là trừ 1 là bằng 0 đúng không? Trừ 2 bằng 0 thì là C0 sẽ là bằng 0. Tương tự như là thay thay C bằng 1 vô thì là cái này là CK C1 C0 đúng không? Trừ cho cái này là C trừ 1. Đúng không? Rồi cộng cho 1 trừ 1 bằng mấy? Thì là C0 đúng không? R0 đúng không? Rồi cộng cho R R1 đúng không? R trừ 1. Thì cái R0 này nè, thì khi mà giá trị bằng lớn bằng 0 nè, K bằng 0 nè, thì nó sẽ là 1 đúng không? Là 0,042 nhân 1. Thì là C1 là sẽ bằng 0,042 đúng không? Bởi vì là cái C0 này nè là cậu đặt là C0 nó sẽ là bằng 0 rồi, ban đầu nó là bằng 0 rồi. Thì này nhân cho 0 rồi trừ cho này nhân cho 0 nữa là này, rồi tiếp tục là C2.
Ừ rồi tới C15 luôn. Chỉ vậy à? Thì là cậu lấy tới đến khi nào á, là ví dụ như là đấy nè, cậu lấy đúng không? Đến khi nào mà tới giá trị lớn nhất nè, là cái này nó lấy tới là giá trị lớn nhất là 0,66898 là lớn nhất đúng không? Xong rồi thấy cậu thấy nó về lại ban đầu không? Nè là cái hàm của nó là nó sẽ như này nè, là nó ban đầu đi lên nè. Đúng không? Xong rồi nó đi xuống rồi nó duy trì. Thì là cái này là độ vọt lố nè. Thì là cái này là cậu đang chạy đi lên đúng không? Thấy cậu thấy số đã bắt đầu tăng lên đúng không? Thì cái số này là số lớn nhất nè, 0,69785 nè. 0,69785 là độ lớn nhất nè, xong rồi cậu thấy nó xuống không? Thì là nó xuống 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 thì là cậu lấy đến khi nào thôi. Ví dụ như là có cái bài toán này nè. Ví dụ như bài toán này đi đúng không? Thì là liệt kê ít nhất 5 lần 15 giá trị đầu tiên đúng không? Thì là cậu sẽ phải liệt kê 15 giá trị này. Ghi 15 giá trị này. Nhưng mà cậu nên đọc nè. Trong đó trình bày tính toán chi tiết ít nhất 5 giá trị. Thì là cậu phải tính cái kiểu này luôn nè, là 5 cái là C1, C2 đến C5, C0 đến C5. Ừ, cụ thể ra. Xong rồi từ C5 trở đi là cậu sẽ ghi như này. Cậu có thể ghi như này được. Nhưng mà phải ghi lại nha. Vậy thôi, để quy nó vậy à. Hiểu rồi đúng không? Ok. Tê quá độ, cao quá độ. Đây có một bài toán nó nè, một bài toán nó đây nè. Nè, cậu đọc cái ví dụ 2.19 nha. Thì cái bài 2.19 là cậu tính được C, G, Z rồi nè. Ok. Là cái này là hệ thống của hàm Dirac. Thì bắt đầu là tính độ vọt lố với T quá độ đúng không? Trong sách cái trang 299 là nó chỉ luôn á. Trang 299. Còn cái này á, là nó sẽ thì sẽ làm cái cách này là tính độ vọt lố nè, bởi vì cái này là cậu tính được cái này rồi đúng không? Xong rồi là cặp phức của nghiệm phương trình là cậu sẽ lấy mẫu để lấy tỷ lệ tính cặp phức. Bởi vì là cái tử á, là nó là cái đeo giống như cái độ vọt lố với t quá độ là nó phụ thuộc vào mẫu. Thì này đây cậu lấy cái này nè, là biết biết à hiểu rồi đấy, thì làm kiểu này xong rồi cho nó bằng không thì suy ra z1 z2. Để tôi coi đâu, cái này là đáng lẽ phải lấy g k z nè, g k z là hàm liên tục á, lấy hàm liên tục thì là nó sẽ ra thế này nè, cặp cực phức của hệ thống kín của nghiệm phương trình nè. Thì đấy thì cậu sẽ tính z nè, xong rồi tính hệ số tắc dần với lại omega n. Rồi có hai cái này thì tính được bộ vọt lố với lại t quá độ là được rồi đúng không? T quá độ nếu mà không đề bài không cho thì sẽ lấy 5%. Còn nếu đề bài cho gì thì lấy đó. Ví dụ như bài toán này đi. Bài toán này đi. Nó không có nói gì hết nè. Đúng không? Thì là mình sẽ cho t quá độ là 5%.
Với lại cái bài này là nó chưa có hệ số tắc dần, chưa có hệ số tắc dần với lại kia thì các bắt buộc cậu phải tính mới tính được t quá độ. Thì t quá độ nó tính là theo kiểu này nè, t quá độ nó tính theo kiểu này nè, tính coi t quá độ thì sẽ thông thường tính theo kiểu này, tùy bài nhá. Nếu mà đối với lại cái bài mà như là mình trước mình làm á, bài mà gì hàm bài mà có phương trình bậc, cái mẫu số là phương trình bậc nhất á, thì cậu sẽ làm cách khác. Đầu ta để tôi coi coi. Yep. Nó lên tận cùng luôn. Thì cái này á, là cậu bắt buộc phải làm theo kiểu này, làm để quy cũng được, để tính sai số lớn nhất. Thì cái này cậu nên, nếu mà muốn á, thì nên làm theo kiểu cách này sẽ hay hơn. Cậu ta chưa có bài của khoa cho chỉ cách làm, quên mất. Đây nè, đây cậu sẽ phải, nếu mà hàm bậc nhất đó, thì cậu sẽ phải sử dụng cách này nè, phải sử dụng cách này chứ không xài cách khác được. Con này của khoa thì cái này nè, cái này là tới chỉ thôi. Thì cậu áp dụng công thức đó, thì cái còn ln này nè là ln thì tính là có cái áp dụng công thức là tính được rồi đúng không? Thì tính ra epsilon, bởi vì là hàm bậc nhất á, hàm bậc nhất thì là sẽ không có độ bật lố, độ bật lố là gần như là 0% á, thì cái này thì cậu sẽ tính được thời gian quá độ là xong rồi, là được rồi. Ok luôn. Bậc nhất nó không có độ lớn nha, nên nhớ. Rồi còn gì không hiểu nữa không? Cái e xác lập á hả? Thì cậu tính c xác lập được đúng không? Thì e xác lập là bằng r xác lập trừ c xác lập. Thì r xác lập là thông thường sẽ là một, một sẽ trừ đi cái e xác lập đó, cái e xác lập đó gọi là sai số ý tiến. Còn mình là mình tính giá trị xác lập, mình tính cái giá trị mà nó đã chạy được á, ví dụ như là mình tính giá trị chạy được đi là bao nhiêu phần trăm, thì cái sai số là mình lấy 100% trừ đi cái phần đó, phần mà tính được ra giá trị thì là ra phần sai số đúng không? Vậy thôi. Xong rồi đó. Quan trọng là cái phần này nè. Quan trọng là cái phần này nè. Thiết kế bộ CGC GCZ đó, cậu làm được không?
cái bộ GCZ đó, thì là ở trên này là cậu tính được phi với lại cậu tính được hệ số tắc dần với lại omega n rồi nè, đúng không? Thì trong lúc tính thời gian quá độ là tính được cái này nè, trong lúc thời gian quá độ thì tính được cái này rồi đúng không, hệ số tắc dần với omega n nè. Thì từ đây á, cậu lấy cái giá trị trên này luôn. À không, cái này nè, nó cho hệ số tắc dần là 25%, là tương đương là 0,25 đúng không? Thì là 0,25, 25 là epsilon, còn omega n là sẽ là gian quá độ, hệ số tắc dần không đổi. À, hệ số tắc dần không đổi là lấy hệ số tắc dần của cái câu này, và thời gian quá độ là t quá độ là sẽ bị giảm đi 25%, bị giảm đi 25% t quá độ ban đầu. Quá độ 1, 2 bằng t quá độ 1. Đấy thì cậu làm được là đúng không? Thì có t quá độ nè, xong rồi cậu tính được omega n rồi. Thì t quá độ là bằng 3 trên epsilon omega n đúng không? Thì si đã được omega n. Thì từ omega n thì cậu tính được omega n, thì cậu sẽ tính được quyết định mong muốn. Cậu sẽ tính được các cặp cực quyết định mong muốn. Cặp cực mong muốn á, cặp cực mà cậu mong muốn là trang 308. Có cái ví dụ á là tính. Đấy, thiết kế là được rồi đúng không? Có gì coi nha. Bởi vì bài này nó còn có vẽ hình tam giác rồi các kiểu rồi cộng trừ nhân chia nữa. Ok. Hả? Mẫu có một nghĩa ví dụ như không có S đi. Đúng không? Ví dụ như bài này không có S đúng không? Tiến. Thì cậu vẫn tính được bình thường mà. Tính bình thường thôi. Đồ một nghiệm thôi chứ nhiêu. Nhưng mà thông thường là thiết kế sẽ là hai nghiệm chứ không có một được. Một là thông thường nó sẽ bị nhiều lỗi lắm. Ok. Không? Hả, biến đổi trạng thái hả? Thì là từ hàm truyền sang phương trình trạng thái và ngược lại. Thôi. Bài này á hả? Cho hàm truyền rồi tìm phương trình trạng thái á hả? Có làm ra đúng mà ta. Cho hàm truyền tính phương trình trạng thái là cái trang 273. Là cái phương trừ cho hàm truyền nó cho phương trình trạng thái là sẽ có hai hai cách. Cách thứ nhất đó là
là biến đổi chứa sai phân, và cách thứ hai á, là thành lập mượn, mượn á. Thì đó, hai cách đó cậu sẽ áp dụng hai cách đó, đừng có bị lẫn lộn nhá. Thì cậu hay hai cách đó thì sẽ là cái này, sẽ ra cái cách này, nhưng mà cái này á, là sẽ là cách hai. Cái đáp án này là sẽ thông thường là sẽ sử dụng cách hai là mượn á, đặt chính phủ á. Còn nếu mà sử dụng tính toán sai phân á, đặt biến trạng thái á, thì cái không một này là không đúng nha, nó sẽ là một không, thông thường là rồi. Từ đây biết biết rồi đúng không? Cái này là tìm ngõ rồi, điều kiện bắt đầu bằng không thì là điều kiện bắt đầu không là x không x bằng không nè, y không bằng không nè, cz không bằng không nè, rồi 1, 2, 3, 4. Cậu lấy bao nhiêu cũng được á. Phô cái này cũng hay nhỉ. Tớ còn chưa phô nữa. Tớ còn dở sách không. Rồi. Này á hả? Thì nó cũng thế à, nó cũng vậy à. Ok. Hai chấm 13 này á hả? Thì cái này là cho nó cho phương trình trạng thái, cậu tìm hàm truyền của nó. Thì là trong sách giáo khoa á, thì cái này là nó tính đổi sai nhá, biến đổi sai á. Biến đổi sai á. Bởi vì nè, cậu thấy nè, ở trên là nó này đúng không? Nhưng mà ở dưới nó lại khác. Ở dưới là nó bị lộn lộn đây nè. Này là đáng lẽ là 0,55, còn trên này là trừ 0,45. Thì nó bị lẫn lộn đây nè. Đấy. Hả? Thì là cái này mũ trừ 1 mà. Thì là cậu phải biến đổi mũ trừ 1 chứ. Vậy thôi. Rồi còn gì nữa không? Ok nhau. Thôi chơi đi, học làm chi?
cũng được hết đó, nhưng mà cách đổi biến thì tính toán, còn sai phân thì có thể là sai số nhiều. Ok, còn gì nữa không? Mà chậm quá độ. Thì sử dụng công thức à. Ok. Được rồi đúng không? Bài không?